Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay, không khí lạnh sẽ trong quá trình ổn định và suy yếu, vì vậy nên nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều khi đới gió Đông Nam hoạt động yếu hơn thì trời mới tạnh ráo hơn và nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất tại các tỉnh phía Đông phổ biến ở dưới mức 23 độ. Còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn, có nơi còn có thể đạt mức từ 27 đến 30 độ. Tuy nhiên, từ đêm sang tới ngày mai mùng 2 tháng 3, không khí lạnh hoạt động trở lại nhưng cường độ lần này không mạnh. Dẫu vậy cũng khiến cho nhiệt độ giảm, trời lạnh vào ban ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Còn các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết vẫn ít có sự thay đổi. Đối với các tỉnh thành miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay trời chỉ nhiều mây vào đêm và sáng. Còn trưa chiều trời nắng ráo và nhiệt độ tăng lên mức từ 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Sau đó từ đêm nay và ngày mai, khi có gió đông bắc tầng thấp hoạt động với địa hình đồi núi sẽ gây mưa trở lại cho các tỉnh này. Nhiệt độ ban ngày cũng sẽ giảm từ 2 đến 3 độ. Mưa sẽ còn duy trì rải rác cho đến hết ngày mùng 3 tháng 3. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, thời tiết có phần ổn định hơn, phổ biến vẫn là trạng thái ít mưa. Ban ngày có cường độ nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Mưa cũng chỉ rải rác ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với lượng không nhiều. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tại đây vẫn là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô với tiết trời không mưa và nắng nhiều. Ở khu vực Tây Nguyên, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 15 đến 18 độ và cao nhất trưa chiều là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ đêm và sáng hơi se lạnh, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 đến 23 độ và cao nhất ban ngày từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ một số nơi xấp xỉ hoặc trên 35 độ, cảm giác nóng vào thời điểm trưa chiều. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 2 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa và mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc, trời chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa và mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng phía Bắc đêm có mưa và mưa rào, gió đông cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 17 đến 20 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió
gió đông nam cấp 3, cấp 4, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.